Thưa quý vị, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trong tiến trình xây dựng phát triển, thành phố Vũng Tàu đã dành nhiều quan tâm để phát triển hạ tầng dịch vụ, trong đó có dịch vụ về thương mại. Những năm qua, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ tại thành phố Vũng Tàu hình thành nhanh chóng và mạnh mẽ, đưa Vũng Tàu trở thành trung tâm giao dịch lớn, năng động, rộng mở, xứng tầm là trung tâm dịch vụ du lịch, dầu khí ở phía Nam và cả nước. Thời điểm mới thành lập giai đoạn 1991-1995, thành phố Vũng Tàu chỉ có vài ngôi chợ ở khu vực trung tâm, nay có 13 chợ. Giai đoạn 2015-2020, thành phố Vũng Tàu bố trí ngân sách hơn 22 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp các chợ, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào dịch vụ thương mại. Trên địa bàn thành phố hiện có 4 chợ hoạt động theo phương thức xã hội hóa, với tổng nguồn vốn gần 100 tỷ đồng. Khối lượng hàng hóa lưu thông qua các chợ tại Vũng Tàu chiếm gần 40% tổng mức luân chuyển hàng hóa qua chợ trong toàn tỉnh. Hòa cùng xu thế chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, Vũng Tàu là địa phương đầu tiên trong tỉnh xây dựng 2 chợ số với trên 90% tiểu thương được hỗ trợ ứng dụng thanh toán qua quét mã không dùng tiền mặt. Kênh thương mại hiện đại như siêu thị, cửa hàng tự chọn cũng hình thành rất sớm và đa dạng. Hiện thành phố có 3 siêu thị đang hoạt động với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, kinh doanh trên 10.000 mặt hàng. Lotte Mart Vũng Tàu nằm ở tọa lạc tại thành phố Vũng Tàu, là một cái thành phố về du lịch, và đó hy vọng là Lotte Mart Vũng Tàu sẽ đeo đuổi cái mục tiêu đó là nơi mua sắm lý tưởng cho khách du lịch cũng như là nơi giải trí mua sắm cho người dân địa phương tại nơi đây. Với sự hỗ trợ tích cực của địa phương như vậy thì đơn vị chúng tôi là càng ngày càng cố gắng hoàn thiện đơn vị mình hơn nữa, cùng hợp tác với lại chính quyền địa phương để mang tới những cái tiện ích mua sắm cũng như những cái dịch vụ mà đa dạng hóa cho dân địa phương cũng như là các khách hàng tới tham quan và mua sắm tại thành phố Vũng Tàu. 5 trung tâm thương mại, 96 cửa hàng tiện lợi, 11.473 cơ sở kinh doanh trên địa bàn Vũng Tàu đã tạo điều kiện để người dân mua sắm thuận lợi. Các kênh mua sắm phát triển nhanh và mạnh không chỉ về số lượng mà còn về quy mô, phương thức hoạt động phù hợp với xu thế, bối cảnh mới. Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong chương trình phát triển đô thị đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thành phố Vũng Tàu tiếp tục nâng tầm đô thị theo hướng trở thành trung tâm kinh tế văn hóa và các loại hình dịch vụ, trong đó có dịch vụ thương mại, là đầu mối giao thương vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ phương hướng, trong đó thì sẽ là chú trọng về vấn đề đầu tư cái loại hình phát triển thương mại dịch vụ, trong đó sẽ chú trọng vào một số nhiệm vụ, thứ nhất là về đầu tư nâng cấp sửa chữa các chợ truyền thống, đầu tư xây dựng mới cái chợ nông sản tại phường 12 thành phố Vũng Tàu, xây dựng cái chuỗi liên kết về trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ hai đó là sẽ tiếp tục về tạo điều kiện để phát triển thêm các loại hình về các phát triển thêm các chuỗi bán hàng lẻ tự động, các máy bán hàng tự động, đẩy nhanh cái việc chuyển đổi số trong cái việc phát triển thương mại dịch vụ, tập trung vào cái việc thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ xây dựng và triển khai cái đề án phát triển kinh tế đêm, và cái giải pháp tiếp theo đó là về sẽ phối hợp với các ngành ban ngành đầu tư và sẽ cải tạo một số cái cảng cụm cảng để phát triển thêm cái dịch vụ logistics trên địa bàn. Quyết định rõ ràng, giải pháp cụ thể là minh chứng sự quyết tâm của Đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu trong xây dựng phát triển, đưa Vũng Tàu vươn tầm trung tâm thương mại không chỉ của Bà Rịa Vũng Tàu mà của khu vực và cả nước.